Quay ơi. Giờ biết rồi là cái góc gì rồi. Đấy, cái góc nó rộng đấy, rất thật như tao đấy. Nó rộng bê tông ở cái miếng sắt kìa. Ờ, miếng ngoài đấy, rất lên thở hẳn chân ra bên ngoài này. Ghép bê tông. Người lại. Ờ, chỗ phải ngậm vào. Đấy, 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 đấy. Nào cậy ra cho nó dễ. Dắt ra nó hẳn ra. Nguyễn ơi, em đốt đi cả bên này á, cả đây cả hàng mang em hết ra, còn đông rồi em lấy rồi. Không đông đâu. Em dưới lên mạng hả? Quay để đăng lên YouTube thôi. Quay video thôi. Đăng lên YouTube. Đăng ra nước ngoài rồi. À, để kiếm tiền thôi. Vâng.
À, vâng, đi sáng nay đi lên trên Hải Dương thì về thì thấy thôi.